Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Nu Skin 88. Bí quyết chăm sóc da trong môi trường văn phòng, máy lạnh thường xuyên. 1. Sử dụng chế độ cấp ẩm trên máy lạnh. Nếu phải ngồi làm việc lâu trong phòng máy lạnh, bạn hãy sử dụng chế độ cấp ẩm trên máy. Chế độ này cho phép tỏa ra các phân tử nước cho da hấp thụ, cung cấp độ ẩm tối ưu, hạn chế tình trạng mất nước và đảm bảo giúp bạn duy trì làn da căng trẻ mỗi ngày. 2. Giữ khoảng cách với máy tính. Khoảng cách tốt nhất từ máy tính đến mắt là 50-70 cm. Do đó, bạn nên ngồi thẳng lưng, không nên tránh đặt máy tính quá gần hoặc quá xa tầm mắt để không làm ảnh hưởng đến làn da và thị lực của mình. Điều này sẽ giúp bạn vừa nhìn được rõ chữ, giảm bớt các tia bức xạ từ máy tính gây ra. 3. Không ngồi quá lâu trong phòng làm việc. Để tránh tình trạng làn da mình bị ảnh hưởng bởi những tia bức xạ của máy tính thì cứ khoảng 1-2 tiếng làm việc, bạn nên dành 10 phút giải lao để trò chuyện với mọi người xung quanh hoặc ra ngoài hít thở, vừa giúp bạn được điều hòa và cân bằng lại, vừa giúp tinh thần được minh mẫn, thư giãn. 4. Uống 2 lít nước mỗi ngày. Theo một số chuyên gia, làm việc tại văn phòng bạn nên uống đầy đủ từ 2, 2.5 lít nước mỗi ngày để duy trì hoạt động của cơ thể, do cơ thể tiếp xúc với môi trường điều hòa suốt 8 tiếng sẽ rất nhanh bị mất nước. Uống nước giúp bạn bổ sung kịp thời lượng nước bị mất và tránh được tình trạng khô da. 5. Rửa mặt bằng nước ấm. Rửa mặt bằng nước ấm sẽ giúp bạn thúc đẩy tuần hoàn máu, cân bằng độ ẩm cho da sau một ngày làm việc tại môi trường máy lạnh. Bạn chỉ cần nhúng khăn vào nước ấm, vắt sơ rồi lau nhẹ nhàng lên mặt. 6. Sử dụng bình xịt khoáng. Làn da của các quý cô công sở thường rất dễ bị khô, làm việc trang điểm cũng khó khăn hơn do phấn không bám dính vào mặt. Vì thế, bạn cần sử dụng bình xịt khoáng để bạn cung cấp độ ẩm cho da kịp thời, giúp da luôn mềm mại, mịn màng. Cứ khoảng 1-2 tiếng một lần, bạn nhẹ nhàng xịt lên da mặt. Sau đó, massage lên da nhẹ nhàng để nước thấm vào trong da mặt là được. 7. Cân bằng độ ẩm trong phòng máy lạnh sẽ hút hơi ẩm trong phòng ra ngoài, khiến cho không khí ở trong phòng khô hanh hơn so với bình thường. Để khắc phục tình trạng đó, bạn hãy đặt một chậu cây nhỏ tại bàn làm việc của mình để làm tăng độ ẩm nơi làm việc, đồng thời còn có thể trang trí bàn làm việc thêm đẹp hơn. 8. Sử dụng kem dưỡng tay và son dưỡng môi. Da tay và môi của bạn thường dễ bị khô hơn trong mùa nóng, đặc biệt là trong môi trường có điều hòa như chốn văn phòng. Để tránh bị khô môi, bạn cũng nên thường xuyên sử dụng một lớp son dưỡng môi trước khi thoa son môi để bảo vệ đôi môi. 9. Bảo vệ toàn diện cùng kem chống nắng tia UV. Không chỉ có trong ánh nắng mà nó còn hiện hữu trong văn phòng, trong nhà, trong xe hơi, bởi tia UV hoàn toàn có thể xuyên qua cửa kính, màn chắn. Chính vì vậy bạn nên thoa kem chống nắng hàng ngày. Để phát huy công dụng, bạn thoa lại sau mỗi 2 giờ là khuyến cáo của tất cả các chuyên gia về chăm sóc da. 10. Dành ít thời gian ngủ trưa sẽ tốt cho sức khỏe và làn da. Giấc ngủ ngắn vào buổi trưa vừa rất tốt cho sức khỏe và giúp làn da bạn được nghỉ ngơi, thư giãn. Các nghiên cứu cho thấy những ai giữ thói quen ngủ từ 15-20 phút vào buổi trưa hầu hết đều có làn da tươi tắn, khỏe khoắn và tinh thần làm việc tốt hơn nhiều so với người không ngủ trưa. 11. Vận động cơ thể, hít thở khí trời. Ngồi im một chỗ quá lâu còn khiến bạn rất dễ đau vai, cổ, lưng và mỏi tay chân và cũng tàn phá làn da của bạn nghiêm trọng. Thay vào đó, thỉnh thoảng, bạn nên đi lại vài vòng xung quanh nơi làm việc, mở cửa hít thở không khí trong lành, giúp khí huyết lưu thông và chống lại các tác hại khi ngồi nhiều. Đăng ký kênh của chúng mình để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé!